Thưa quý vị, nhà chức trách Campuchia thông báo ít nhất 19 người thiệt mạng và có thể còn nhiều nạn nhân chưa được tìm thấy trong vụ cháy sòng bài tại tỉnh Banteay, Chay, miền Tây nước này. Theo cảnh sát Campuchia, vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối ngày 28 tháng 12 tại khu tổ hợp sòng bài và khách sạn Grand Dian Diamond City ở thành phố Poipet, giáp biên giới Thái Lan. Lực lượng chức năng phát hiện các thi thể và xương người tại hiện trường. Quan chức này lo ngại số nạn nhân sẽ nhiều hơn vì lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được tất cả các khu vực của tổ hợp này. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nhìn thấy nhiều người tháo chạy từ bên trong đám cháy và có những người nhảy từ trên tầng cao xuống để thoát thân. Ít nhất 5 người thiệt mạng và 37 người khác bị thương trong một vụ cháy xảy ra chiều nay tại đường hầm cao tốc ở thành phố Wacheon của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 20 km về phía nam. Vụ cháy hầm cao tốc ở Gwacheon, Hàn Quốc xảy ra vào hồi 13 giờ 49 phút hôm nay giờ địa phương. Đám cháy bùng phát sau khi một xe tải va chạm với một xe buýt phía bên trong đường hầm cao tốc. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và khiến khói đen bốc lên cao. Ngay sau khi nhận được thông báo về vụ việc, 94 xe chữa cháy, 219 lính cứu hỏa và trực thăng đã được điều động tới hiện trường. Ngọn lửa được khống chế lúc 16 giờ 12 phút. Số người thiệt mạng được ghi nhận là 5, 37 người khác bị thương và ngạt khói, có 3 trường hợp bị bỏng nặng. Tổng thống Hàn Quốc Suk Yoon Suk Yeol yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, hành khách từ Trung Quốc đại lục, khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan nhập cảnh Ấn Độ sẽ phải xuất trình xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Bộ Y tế Ấn Độ đưa ra thông báo theo đó hành khách đến từ những nước và vùng lãnh thổ nói trên sẽ phải đăng tải kết quả xét nghiệm Covid-19 lên trang web của chính phủ Ấn Độ trước khi khởi hành, xét nghiệm được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành đến Ấn Độ. Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra trên thế giới, đặc biệt ở các nước và vùng lãnh thổ này. Ngoài yêu cầu mới về xét nghiệm Covid-19 nói trên, Ấn Độ còn tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên đối với 2% hành khách quốc tế đến Ấn Độ. Hàng chục nghìn cư dân ở thành phố Jackson, thủ phủ bang Mississippi, miền nam nước Mỹ, đã bị mất nước sinh hoạt trong ngày 28 tháng 12, sau khi các đường ống dẫn nước tại đây bị vỡ. Giới chức thành phố Jackson, bang Mississippi của Mỹ cho biết, đường ống dẫn nước bị vỡ đã khiến áp suất trong hệ thống cấp nước của thành phố giảm đáng kể, làm tê liệt nguồn cung ở hầu hết các khu vực lân cận. Đây là cuộc khủng hoảng nước lớn thứ ba trong vòng chưa đầy 2 năm xảy ra ở thành phố có khoảng 150.000 cư dân này. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương xác định vị trí của các vết dò dỉ và khắc phục sự cố vỡ đường ống dẫn nước. Nhà chức trách cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp về nước sinh hoạt tại Jackson, đồng thời yêu cầu người dân chỉ uống nước đun sôi để tránh nguy cơ nhiễm bệnh. Nhà lãnh đạo đảng Likud của Israel, ông Benjamin Netanyahu, hôm nay đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng trước Quốc hội, trước sự chứng kiến của Tổng thống Israel Isaac Herzog. Ông Netanyahu đã quyết định bỏ nghi thức bàn giao chức vụ thủ tướng truyền thống. Với việc trở lại nắm quyền trong chính phủ liên minh cực hữu và cực đoan chính thống giáo, ông Benjamin Netanyahu trở thành nhà lãnh đạo chính phủ cánh hữu lâu năm nhất trong lịch sử đất nước Israel. Đây cũng được cho là một chính phủ liên minh nghiêm khắc và cứng rắn. Trước đó, ông Netanyahu đã công bố các nguyên tắc chỉ đạo và chương trình chung của liên minh mới trong đó ông tuyên bố rằng việc mở rộng khu định cư ở bờ Tây là ưu tiên hàng đầu. Hai vị trí quan trọng nhất trong chính phủ được ông Netanyahu đề cử là ông Israel Katz làm ngoại trưởng và ông Yoav Kalang làm bộ trưởng quốc phòng. Chính phủ liên minh lên nắm quyền tại Israel chấm dứt thời gian khủng hoảng chính trị kéo dài ở nước này với hai năm và năm lần bầu cử quốc hội. Toàn bộ cảnh sát tại thủ đô Brasilia của Brazil đã được huy động để bảo đảm an ninh cho buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Luis Inácio Lula da Silva vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tòa án cũng cấm những người sở hữu súng có đăng ký không được mang vũ khí tại khu vực thủ đô cho đến sau lễ nhậm chức. Lệnh cấm có hiệu lực từ tối ngày 28 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 nhằm giải quyết tình trạng bạo lực chính trị gia tăng trong thời gian gần đây. Tòa án cũng tạm đình chỉ cấp giấy phép mang súng, vũ khí nóng và đạn dược trong khu vực hành chính liên bang, trong đó có thủ đô Brasilia, đối với các đối tượng như thợ săn, xạ thủ và nhà sưu tập. Người vi phạm sẽ bị bắt giữ. Lệnh cấm được ban bố trong bối cảnh căng thẳng vẫn ở mức cao tại quốc gia Nam Mỹ này sau cuộc bầu cử, trong đó ông Lula da Silva đã vượt qua Tổng thống đương nhiệm Jair Bolsonaro với số phiếu xích sao. Cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang tháng thứ 11 với nhiều thiệt hại nặng nề, hàng triệu người phải sơ tán và nhiều thành phố biến thành đồng đống đổ nát. Song tín hiệu về một cuộc đàm phán hòa bình dường như vẫn rất mong manh. Trên thực tế, đàm phán giữa Nga và Ukraine khó đạt được là do cả hai bên đều kiên định trong các đề nghị của mình với đối phương, trong khi các đề nghị này hoàn toàn trái ngược nhau. Sau 10 tháng triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng, Nga đã nhiều lần kêu gọi đàm phán hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đã phản đối các đề xuất hòa bình của Kiev và nhấn mạnh xung đột sẽ chấm dứt nếu Kiev đáp ứng các điều kiện mà Nga đưa ra. Mục tiêu của Nga không phải là quay bánh đà của xung đột quân sự, mà ngược lại là chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi sẽ cố gắng chấm dứt chuyện này và tất nhiên là càng sớm càng tốt. Dù thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán, nhưng Nga cũng vạch rõ tối hậu thư cho Ukraine hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Ukraine nên chấp nhận các đề xuất của Nga vì lợi ích của chính mình. Nếu không, quân đội Nga sẽ quyết định. Các đề xuất của chúng tôi về phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa, loại bỏ các đe dọa với an ninh của Nga, bao gồm cả những vùng đất mới của chúng tôi đã được phía Ukraine biết rõ. Câu chuyện rất đơn giản. Thực hiện chúng vì lợi ích của chính bạn. Nếu không, vấn đề sẽ do quân đội Nga quyết định. Trong một phản ứng rõ ràng, Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak, cho biết trên Twitter rằng Nga cần phải đối mặt với thực tế và thừa nhận không muốn đàm phán. Việc tổng động viên hay cuộc tìm kiếm đạn dược, những hợp đồng bí mật với Iran hay những lời đe dọa của ông Lavrov không giúp ích được gì. Nhà Trắng cũng cho thấy những phản ứng rõ ràng của mình về vấn đề này. Hoàn toàn ngược lại, tất cả những gì Tổng thống Putin đang làm trên mặt đất và trên không đều hoàn toàn không cho thấy dấu hiệu sẵn sàng đàm phán. Trong khi đó, những động thái gia tăng quân sự vẫn được các bên tiếp tục tiến hành. Hôm 23 tháng 12, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng của họ đã quan sát thấy Nga đang tăng cường điều quân, vận chuyển thiết bị và đạn dược đến các khu vực chiến sự. Theo một nguồn tin, Ukraine cũng đang tăng cường thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào mục tiêu Nga. Đầu tuần này, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Ấn Độ trong việc thực hiện công thức hòa bình do chính ông đề ra trong hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua. Theo đó, đề xuất này yêu cầu Nga rút toàn bộ quân và tôn trọng chủ quyền của Ukraine bao gồm khu vực Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia mà Moscow tuyên bố sắp nhập hồi tháng 9 và bán đảo Crimea sắp nhập vào Nga từ năm 2014. Bên cạnh nỗ lực kêu gọi ủng hộ công thức hòa bình, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Dmitry Kuleba cũng đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế vào tháng 2 năm 2023 tại Liên Hợp Quốc để thảo luận về kế hoạch trên. Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 28 tháng 12 đã bác công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky. Đến hiện tại chưa có một kế hoạch hòa bình nào về Ukraine cả kế hoạch hòa bình phải tính đến thực tế hiện tại liên quan đến bốn khu vực đã sắp nhập vào Nga. Bất kỳ kế hoạch nào không tính đến những thực tế này sẽ không thể mang lại hòa bình. Phát biểu lần này của ông Peskov như khẳng định lại các quan điểm trước đó của Moscow về các khu vực đã sắp nhập. Kiev cũng có quan điểm của riêng mình, khẳng định sẽ không nhường một tấc lãnh thổ nào cho Nga để đổi lấy hòa bình. Ukraine cũng công khai yêu cầu Nga từ bỏ toàn bộ lãnh thổ đã kiểm soát hoặc sắp nhập của Ukraine. Tất cả những tín hiệu này đều cho thấy vẫn chưa có bất kỳ ánh sáng cuối đường hầm nào cho cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.